Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Và sau đây là tin công bố ảnh Anandi với nhiều vết bầm tím khi qua đời. Theo Hindustan Times, cái chết của Rayusa Banerjee đến giờ vẫn còn nhiều nghi vấn. Cảnh sát tin rằng cô tự tử sau nhiều áp lực, nhưng bạn bè và người thân không nghĩ như vậy. Tài tử Azad Khan vốn có quan hệ thân thiết với Rayusa Banerjee. Khi cô còn sống, anh liên tục khẳng định đây là vụ mưu sát có chủ đích. Để khẳng định lập luận này, Azad đã đăng tải hình ảnh của Rayusa Banerjee khi qua đời trên trang Facebook. Có thể thấy trước khi chết, nữ diễn viên 25 tuổi có những vết bầm tím ở vùng mắt, mũi và môi. Tự sát ư và những vết thâm đỏ ở mắt là từ đâu? Còn ở mũi và vết rách ở môi, đây là vụ giết người, cảnh sát cần làm nhiều hơn để tìm ra sự thật. Anh viết, nam diễn viên còn đưa ra lời kêu gọi mọi người hãy ủng hộ tôi. Trước đó, trong phiên tòa đầu tiên vào ngày 7 tháng 4, cảnh sát cũng xác nhận nhiều khả năng Rayusa Banerjee bị đánh trước khi tự tử. Tuy vậy, giới chức Ấn Độ cho rằng Rahul Rasin chỉ bị cáo buộc đồng loạt tự tử và không trực tiếp khiến Rayusa Banerjee qua đời. Phiên tòa sẽ tiếp tục trong tuần tới, trong khi đó phía của gia đình Rahul cho rằng con trai họ bị oan. Chúng tôi sẽ đệ đơn lên tòa án tối cao, Bombay, bố anh này cho biết. Ở một diễn biến khác sau khi Rayusa Banerjee qua đời, cuộc sống trước đây được hé lộ. Người giúp việc cho nữ diễn viên trong khoảng 3 tháng tiết lộ trên tờ India Today, cô sống túng thiếu cho đến lúc chết. Có thể cô ấy từng kiếm nhiều tiền nhưng đã bị kiểm soát. Thời gian tôi làm giúp việc, cô ấy từng vay tiền tôi mua thuốc hay trả tiền taxi. Rayusa Banerjee không hề dư giả, người giúp việc tên Siha cho biết. Trong mắt của Siha, Rayusa Banerjee là người phụ nữ bị ám ảnh bởi hôn nhân. Cô ấy luôn cho rằng đổ vỡ tình cảm là một tội ác, khiến cho gia đình mang tiếng xấu. Vì thế cô ấy luôn chiều chuộng Rahul, dù đó là kẻ chẳng ra gì. Nhiều lần tôi chứng kiến anh ta đánh cô ấy. Bạn gái anh ta cũng là người gơ gớm khi từng xông vào phòng đánh Rayusa Banerjee hồ với Rahul. Cô ấy bế tắc trong mối quan hệ vì lừa dối. Sinha đã khai toàn bộ sự thật với cảnh sát. Trước những diễn biến mới, cảnh sát cho hay chúng tôi sẽ thu thập lời khai của hơn 15 người, trong đó người giúp việc của Banerjee, diễn viên Kenny Pujabi, bố mẹ cô và vài nhân chứng có quan hệ khác. Do vụ việc đang trong quá trình xét xử nên cảnh sát sẽ không công bố thêm. Truyền thông Ấn Độ vào sáng ngày 2 tháng 4 đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Rayusa Banerjee qua đời sau khi treo cổ tự vẫn ở nhà riêng vào lúc 16 giờ ngày 1 tháng 4. Cô được đưa đến viện Kaki Lapin, tuy nhiên đã chết trên đường tới bệnh viện. Liên tục các trang báo đưa tin cô tự tử vì lý do tình cảm và công việc. Hiện thông tin về sự ra đi của Rayusa Banerjee vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Thông tin của kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng giờ cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.